Thì đối với cái dây nhựa này, nếu các bạn không có thì các bạn có thể thay bằng cái dây sau. Các bạn có thể mua những cái dây thả diều đây này các bạn này. Đấy, mình đang quay cho các bạn xem này. Các bạn mua cái dây thả diều này về các bạn chăng rất là tốt. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cắm những cái vòm đây để che mưa cho nó các bạn. Thời tiết miền Bắc thì 1-2 ngày tới là có cái đợt mưa. Mình sẽ đi làm những cái vòm này và đóng những cái cọc và mình ghim nó lại. Đây thì mình chưa có trồng đâu các bạn. Nếu mà mình làm đất xong mà đất đang tơi xốp như này mà mình không làm vòm mình che trước đi, mà mình cứ để như này, gặp mưa là nó sẽ chai cái mặt nó đi. Khi mình trồng cây hoa được dược nó phát triển rất là kém. Hôm nay thì mình sẽ đi làm toàn bộ cái vòm này và mình sẽ chăng cái bạt lên trên để chống mưa các bạn ạ. Khi mà thời tiết không may nó mưa nhiều ngày, nếu mà mình cứ để trần như này, một là mưa nó sẽ dã hết cái mặt này, làm cái mặt này sẽ đóng váng. Khi mình trồng hoa mà sau này mình chăm sóc, mình tưới nước tưới phân nó sẽ bị trôi chuột đi, nó sẽ không ngấm xuống. Đây là cái việc làm cái vòm này trước khi trồng nói chung là cũng rất cần thiết. Nếu mà thời tiết chưa có báo, chưa có dấu hiệu mưa thì mình cứ để như này không vấn đề gì. Nhưng nó có mưa thì mình phải làm cái vòm này trước các bạn, sau mình trồng sau. Thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình cái cọc như này. Đây là cái cọc phi 21 của mình. Phi 21 của mình. Đấy, mình đóng xiên chéo như này các bạn này. Và cái vòm này. Cái vòm này thì các bạn có thể làm bằng sắt 6, sắt 8 hoặc là bằng cái thép. Bây giờ nó có cái thép đàn hồi người ta làm sẵn rồi, mình về mình chỉ việc cắm mà thôi. Đấy, cái thép đó thì nó hay cái là nó đàn hồi được các bạn ạ. Lúc nào mình cắm thì mình cắm vào thì nó khum như này, còn nếu mà mình không cắm nữa mình nhổ ra thì tự nó lại duỗi thẳng. Nhưng mà đây của mình tận dụng cái sắt 6, cái thời trước mình làm nó cũng lâu rồi, nó không có cái thép đàn hồi đó nên là mình phải dùng cái thép phi 6 này. Cái này thì khi mình dùng xong là mình lại phải thu gom, mình lại phải để một chỗ, nó rất là bất tiện, không bó được từng bó như là cái loại đàn hồi. Đàn hồi thì mình bó từng bó một như là bó củi, nó thẳng ra các bạn ạ, nó không cong như là cái này. Thế nhưng mình cái cọc bằng cái ống kẽm 21 này, kẽm vuông, kẽm tròn đều được nhá. Đây của mình là ống kẽm 21, ống tròn. Thế các bạn đóng xiên chéo như này cho mình. Còn đối với cái vòm sắt này thì chúng ta cắm sâu xuống, mỗi một đầu sâu xuống đất khoảng độ 20 đến 25 cm, để khi có gặp mưa gió dông bão thì nó sẽ không giật được lên. Nhưng nếu mình cắm khoảng độ 10 cm hoặc 5-7 cm thì khi mà mình chăng cái ly lông như này, gặp mưa gặp gió là nó sẽ nhổ hết lên các bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Thì đây là mình đã đóng cái cọc này xong rồi và đã cắm cái vòm sắt này xong rồi. Bây giờ mình cần phải buộc cái dây để mình lín cái vòm này vào đây, để lát nữa mình chăng cái bạt lên trên này nó khỏi bị trùng ở giữa. Đối với cái vòm này bây giờ mình cần phải chăng một cái dây ở phía trên kia để mình kéo xuống mình ghi một cái cọc kia. Thì thông thường nhà vườn của mình hay dùng cái dây nhựa như này các bạn này. Dây nhựa này thì bán rất là nhiều ở các làng hoa. Đấy, mình sẽ dùng cái dây nhựa này. Dây nhựa này là nhựa nguyên chất các bạn. Đấy, để ngoài trời mưa gió thoải mái các bạn, nó không bị mục được. Nếu chúng ta dùng cái dây ly lông đỏ, ly lông trắng, ly lông xanh mà cái cuộn cuộn ấy, chúng ta chăng cho nó thì chỉ được một thời gian là nó sẽ bị mục. Nhưng cái dây này nó sẽ không tự hoại các bạn nhé. Mình dùng nó sẽ được rất là lâu. Bây giờ thì mình sẽ buộc để cho các bạn xem. Lúc này thì mình đã buộc ghim xong cái vòm này xuống cái cọc ở đây. Đấy các bạn, đóng cọc là phải đóng chéo như vậy. Khi mình chăng ly lông ở trên này, chăng bạt ở trên này thì nó sẽ không bị xô cái vòm này vào phía bên trong và nó không bị trùng. Đấy, nên là cái việc buộc ghim cái dây này
Nên là cái việc buộc ghim cái vòm này và cái cọc này nó rất quan trọng các bạn ạ. Ngoài cái việc mình cắm vòm trước để mình che cái luống đất như này thì các bạn có thể dùng ly lông các bạn che trực tiếp trên cái mặt luống này cũng được. Nhưng mà cái nhược điểm của cái việc mình che cái ly lông trực tiếp trên mặt luống này là mình phải dùng đất để mình chẹn hai bên mép luống này, chẹn vào cái mép ly lông để khi mà mưa gió nó không bung lên, nó không bung bật cái ly lông ra. Sau khi kết thúc mưa, nếu mà mình trồng lúc đó mình mới đem cái vòm đi mình cắm. Khi mình lội vào những cái rãnh này, đấy, do là ly lông nó không thấm được nước vào cái luống này, bao nhiêu nước nó trút hết xuống hai cái rãnh này, xuống hai rãnh hai bên này, mình lội vào mình cắm cái vòm sắt này, nó rất là thụt. Nên là khi mà thời tiết có dấu hiệu mưa mà chúng ta đã làm đất được khô như này, nếu có vòm như này thì các bạn nên cắm vòm như này và các bạn chăng luôn cái ly lông, cái bạt ở trên này. Thì sau này khi mà thời tiết tạnh mưa, cái chúng ta chỉ việc đi vào rãnh này, chúng ta vén cái ly lông lên và chúng ta trồng hai hàng hai bên là xong rồi. Lúc đó chúng ta không cần phải làm gì nữa. Đấy, thay vì lúc đó bùn đất lem nhem ở hai cái rãnh này mình đi vào nó rất là thụt rồi. Lúc đó mình bắt đầu tiến hành mình cắm vòm, mình bắt đầu như là đi chăng bạt, căng dây lịt dây nó rất là bẩn. Cái dây nhựa này nếu mà ở địa phương các bạn không có thì các bạn nên dùng cái dây diều. Đây là cái dây diều các bạn này. Dây này thì ra những cái chỗ người ta bán diều hoặc là những cái cửa hàng mà người ta bán các loại dây sợi là nó sẽ có các bạn nhé. Các bạn mua cái dây này các bạn chẳng chống kéo lịt cái vòm nó sẽ rất là chắc. Đợt này thì mình cũng hết dây nhựa rồi, mình sẽ dùng cái dây này để mình lịt những cái vòm ở trên này. Đấy, tức là tới đây mình sẽ phải lịt nó xuống các bạn. Đấy, những cái dây nhựa này thì phải về các làng người ta trồng hoa trồng rau thì thường thường mới có bán các bạn. Đối với cái cọc này, khi các bạn đóng là các bạn không được đóng thẳng đứng nhá, đóng thẳng đứng. Sau này khi mình chăng cái bạt cái ly lông ở trên này là nó sẽ co cái cọc này vào, nó sẽ co cọc này vào và nó sẽ trùng. Khi mà trùng là mưa nó sẽ đọng nước, nó đọng nước ở trên cái bạt ấy, là nhiều khi nó bị sập cái vòm này, nó cong cái vòm này nó sập xuống và nước nó sẽ chảy xuống. Nên là khi các bạn đóng cái cọc ghim ở đầu luống này, các bạn đóng chéo cho mình. Mục đích là đóng chéo như này để khi mình chăng cái bạt lên gặp mưa gió nó không kéo cái cọc này lại, nó sẽ không kéo được lại do đây mình đã để nó chéo như này rồi. Mình sau một hồi loay hoay buổi chiều đây làm được có 4 luống này thôi các bạn này.
Lúc này còn chưa cả lịt được những cái dây đai ở trên này. Mới được có 4 luống này thôi. Làm được mấy cái vòm này toát một hồi. Đấy, vẫn chưa cả lịt được cái dây ở trên này này. Đấy, cứ cách một cái vòm sắt là mình lại dùng một cái dây mình lịt thành một cái đai, mình ghim nó xuống. Nhưng mà tối là không làm gì được các bạn, để mai thôi. Hôm nay tạm thời làm như này thôi. Mưa gió thì cũng yên tâm, những cái luống mình làm xong cũng yên tâm rồi. Còn một số luống nữa mình chưa làm được thì lại phải tiếp tục làm. Phía bên ngoài kia vẫn đang đốt lửa kia các bạn, cỏ rất là nhiều. Còn 5-6 luống chưa làm được. Trong cái tháng này là mình sẽ làm xong cái khu này các bạn. Mấy hôm nữa thời tiết mát trời thì mình sẽ tiến hành mình trồng. Mùng 8, mùng 9 này nếu mà mát trời là bắt đầu mình tiến hành mình trồng. Tranh thủ mình trồng vào cái lúc trời mát thì cái cây hoa được dược nó ra rễ thì nó sẽ không bị gặp nắng, nó sẽ hồi phục rất là nhanh. Và video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.